Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vũ trụ xe sang. Và ở video ngày hôm trước thì em Hằng đã giới thiệu những phần chính của chiếc xe GLS 450 4MATIC phiên bản 2021. Còn ở video ngày hôm nay, em Hằng xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng khám phá một phần vô cùng thú vị của chiếc xe này, đó chính là tính năng công nghệ và trang thiết bị của nó. Đầu tiên, phải nói đến tính năng công nghệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hệ thống treo khí nén E-matic. Điều này giúp cho chiếc xe vận hành và tăng tốc một cách êm ái. Và tất nhiên là khi ngồi trên chiếc xe này, các anh chị sẽ không bao giờ có cảm giác sóc nảy ở đây nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy vào bên trong để khám phá cả một bầu trời công nghệ của chiếc xe này nhé. Chiếc xe này thì được trang bị hệ thống Cruise Control. Ngoài ra thì nó còn được trang bị công nghệ giới hạn tốc độ Speedtronic. Điều này sẽ giúp cho các anh chị hoàn toàn yên tâm khi chúng ta di chuyển ở những cung đường khác nhau. Tiếp theo là hệ thống Mercedes-Benz User Experience, có nghĩa là giao diện và cách thức trải nghiệm với người dùng, bao gồm cả người lái và toàn bộ các hành khách bên trong. Điều đặc biệt của hệ thống đa phương tiện MBUX này là khả năng nghiên cứu học hỏi nhờ vào trí tuệ nhân tạo AI. Chúng ta có thể giao tiếp, điều khiển xế cương của mình bằng giọng nói thay là vì chỉ bằng cơ học như trước đây. Sức mạnh của khối động cơ này được truyền qua hộp số tự động 9 cấp, truyền đến hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và biến thiên một cách thông minh. Lực kéo từ động cơ có thể được phân bổ hoàn toàn đến cầu trước hay cầu sau tùy vào chế độ lái và điều kiện vận hành. Điều này thì cho phép xe vượt qua mọi địa hình khó với độ bám không đồng đều của 4 bánh xe. Như quý anh chị đang nhìn thấy, đây chính là hệ thống cam 360, nó soi chiếu được toàn bộ 4 phía của xe và giúp chúng ta di chuyển an toàn hơn trên đường. Kết hợp với đó là hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist, giúp cho việc đỗ xe của chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài ra thì còn rất nhiều những tính năng công nghệ thú vị được tích hợp trên chiếc xe này, như là hỗ trợ dừng xe hold, hỗ trợ phanh adaptive và hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Assist. Điều đầu tiên khi em Hằng trải nghiệm chiếc xe GLS 450 phiên bản 2021 này mà em Hằng cảm thấy rất là ấn tượng, đó chính là vị trí ghế ngồi. Với một thân hình nhỏ nhắn như em Hằng thì em Hằng cảm thấy là ngồi đây nó rất là thoải mái, và chắc chắn rằng điều đó sẽ mang lại sự tự tin sau vô lăng cho em. Và đối với những anh có cá tính điềm đạm thì em Hằng nghĩ là nên chọn chiếc xe này nhé. Còn với những anh có cá tính mạnh mẽ thể thao thì chúng ta nên chọn chiếc xe X7. Bởi chiếc xe X7, động cơ của nó em Hằng cũng đã được trải nghiệm, nó rất là bốc. Và tất nhiên điều đấy thì hợp với những anh có cá tính mạnh rồi, đúng không ạ? Em Hằng thì đã được cảm nhận tay lái của chiếc G63 2014. Và đương nhiên là với GLS 450 4MATIC phiên bản 2021 này thì vô lăng rất là nhẹ. Đi cảm giác như là bay ấy ạ. Và nó có một cảm giác rất êm ái khi chúng ta lướt trên mặt đường. Với những tính năng và công nghệ nêu trên thì chiếc xe GLS 450 4MATIC phiên bản 2021 đã trở thành một trong số những chiếc xe tiện nghi nhất trên thị trường hiện nay. 6 tỷ là một số tiền không hề nhỏ và em Hằng nghĩ rằng nó sẽ mang lại sự hài lòng cho các anh chị khi sở hữu em nó. Mọi chi tiết và thắc mắc xin vui lòng để lại phía dưới comment. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.